Lara chia sẻ hơi dài dòng một chút về cái vấn đề nhận nuôi dưỡng một đứa trẻ, là tại vì để cho mọi người thấy được rằng là để trở thành một cái người nuôi dưỡng thì cái người đó phải trải qua rất là nhiều cuộc kiểm tra, kiểm định và giám sát về sức khỏe tâm sinh lý nọ kia ha. Mến chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay Laura sẽ chia sẻ đến tất cả mọi người một câu chuyện về một người nhận chăm sóc nuôi dưỡng một đứa bé, một đứa trẻ tàn tật. Nhưng mà sau đó thì hắn ta đã hấp diêm em bé và liệng lên những cái trang mạng người lớn. Đây là một câu chuyện rất là đau lòng. Mọi người cùng theo dõi câu chuyện này với Laura nhé. Vấn đề về trẻ em ở bên Pháp luôn luôn là một ưu tiên hàng đầu, cho nên có rất là nhiều những cái hiệp hội được mở ra để tạo những cái điều kiện mà có thể chăm sóc được những trẻ em bị những cái hoàn cảnh đặc biệt nào đó mà không có cha mẹ, hoặc là cha mẹ có một vấn đề đó thì luật pháp họ sẽ tách cha mẹ ra khỏi đứa bé. Thì những đứa bé đó sẽ cần phải có những cái gia đình mà yêu thương và nhận nuôi dưỡng. Thì ở bên Pháp này là mọi người, nếu như mà để trở thành một người mà có đủ điều kiện để nhận nuôi dưỡng một đứa trẻ trong những cái hoàn cảnh mà Laura mới vừa chia sẻ đó, thì người đó bà bắt buộc là phải có quốc tịch Pháp, hoặc là nếu như mà không có quốc tịch Pháp á, thì phải là quốc tịch của một trong những nước Âu Châu và có cái giấy tờ cư trú hợp lệ trên nước Pháp. Và sau đó thì họ sẽ phải có những cái giấy tờ, rất là nhiều những giấy tờ liên quan, và không được có bất cứ hồ sơ tiền án tiền sự gì ha. Đó là cái ưu tiên hàng đầu nè. Và ngay kể cả trong gia đình của họ cũng không được có những người có những cái tiền án tiền sự. Rồi sau đó thì những người đó họ sẽ nộp hồ sơ để xin được quyền trở thành một người nuôi dưỡng. Và sau khi mà cái người mà nộp đơn để xin trở thành một người nuôi dưỡng đó mọi người, thì họ sẽ có 4 tháng. Trong 4 tháng đó thì sẽ có những nhân viên của bên xã hội nè, rồi những chuyên gia tâm lý, rồi ở bên hội bà mẹ trẻ em nọ kia, họ sẽ đến nhà của người này để kiểm tra xem người đó có thật sự tốt hay không, rồi cái không gian ở có tốt không, có phòng riêng cho đứa bé không. Nói chung là có rất là nhiều những cái cuộc kiểm tra về người đó, về sức khỏe, về tâm thần, về tâm sinh lý nọ kia đó. Thì khi mà hội đủ tất cả những cái điều kiện đó thì cái giấy phép đó sẽ được ký, và giấy phép đó là trong vòng 5 năm. Sau 5 năm thì gia hạn thêm như thế nào đó ha. Tức là để trở thành một người được quyền nhận nuôi dưỡng một đứa trẻ là họ sẽ phải trải qua rất là nhiều cuộc kiểm tra, rồi sau đó là có những cái chương trình đào tạo nữa, trong bao nhiêu tiếng, 60 tiếng đầu tiên nè, rồi sau đó trong vòng từ 18 đến 24 tháng thì sẽ có tới 240 giờ để đào tạo thêm về tâm lý của trẻ em, rồi cách mà nuôi dưỡng đứa bé như thế nào. Nói chung là rất là nhiều ràng buộc để có thể trở thành một người được quyền nhận nuôi dưỡng trẻ em. Và đương nhiên là khi trở thành một người nhận nuôi dưỡng trẻ em thì họ cũng sẽ nhận được những khoản tiền rất là tương xứng với cái công sức mà họ bỏ ra, đúng không mọi người? Thì họ mới làm những công việc đó, chứ đâu có phải là ai mà làm miễn phí cho ai bao giờ, đúng không? Nhưng mà phải đáp ứng được đầy đủ những cái yêu cầu khắt khe mà chính quyền họ đưa ra. Tại vì là trong cái thời gian nuôi dưỡng thì cũng sẽ có những cái người của bên xã hội nè, rồi những người ở bên hội bà mẹ trẻ em họ cũng sẽ đến để kiểm tra đó, để xem là cái người nuôi dưỡng đó có nuôi dưỡng cái đứa trẻ được tốt hay không. Lara chia sẻ hơi dài dòng một chút về cái vấn đề nhận nuôi dưỡng một đứa trẻ, là tại vì để cho mọi người thấy được rằng là để trở thành một cái người nuôi dưỡng thì cái người đó phải trải qua rất là nhiều cuộc kiểm tra, kiểm định và giám sát về sức khỏe tâm sinh lý nọ kia ha. Thế nhưng mà
Tất cả những điều đó luôn luôn cũng mãi vẫn có những khẽ hở mà không phải bất cứ ai chúng ta cũng có thể nhìn thấy hết được thật sâu trong tâm hồn của mọi người cơ, đúng không? Nhiều khi mình nói chuyện trước mặt, mình thấy người đó tốt, mình thấy người đó tử tế, nhưng mà thật sự người đó lại làm những cái chuyện rất là xấu sau lưng mà mình đâu có biết, đúng không? Thì cái câu chuyện Laura chia sẻ đây cũng vậy. Thì một cái người đàn ông này 32 tuổi ở vùng Atlantic. Người đàn ông 32 tuổi này cũng đã làm cái nhiệm vụ chăm sóc giữ trẻ trong vòng 10 năm rồi, và anh ta thì cũng không có tiền án tiền sự, không có bất cứ một cái hồ sơ nào mà cho thấy anh ta là một người xấu hết trơn á. Và nhất là anh ta cũng đã có kinh nghiệm về chăm sóc giữ trẻ nữa. Vì vậy mà anh ta đã được cái hồ sơ mà anh ta đề nghị xin được làm một người nuôi dưỡng đó đã được chấp nhận. Và anh ta chỉ có nhận nuôi những đứa bé từ 1 đến 6 tuổi mà thôi. Và trong những cái đứa bé mà người ta đưa ra thì anh ta chỉ có lựa một cái đứa bé 4 tuổi này bị tàn tật đó mọi người để nhận nuôi. Và đứa bé gái 4 tuổi bị tàn tật đã được anh ta nhận nuôi vào tháng 12 năm 2023. Và thật tội nghiệp cho đứa bé là cái kẻ bệnh hoạn này nè. Sau khi mà nhận nuôi đứa bé thì nó đã hấp diêm rồi bạo lực rất là ghê gớm, rồi nó quay phim nữa, nó quay phim và nó liệng lên trên mạng xã hội dành cho những cái tụi khùng điên thích coi những cái chuyện như vậy đó mọi người. Thì phía bên cảnh sát của Hà Lan họ thấy được những cái video này ở trên cái trang mạng Telegram đó, thì họ thấy và họ xác định là cái video này đến từ nước Pháp. Chính vì vậy mà họ đã liên hệ với cảnh sát Pháp để vào cuộc điều tra. Tuy nhiên là trên cái video thì chỉ có hình ảnh là một người đàn ông đang bạo lực hấp diêm đứa bé rất là khủng khiếp như vậy, nhưng mà không có bất cứ cái gì mà cho thấy là ở đâu hết đó mọi người. Nhưng mà rất là may mắn là cái giường mà cái con ác quỷ này nè nó hành hạ đứa bé đó, thì cái giường này là một cái giường y tế, tức là một cái giường đặc biệt cho trẻ em bị tàn tật. Chính nhờ cái đầu mối này mà phía bên cảnh sát Pháp họ đã điều tra tất cả các trung tâm y tế, các cơ sở y tế của Pháp, rồi họ điều tra từ từ và cuối cùng thì họ đã kiếm ra được cái tên tội phạm này đó là ai và đứa bé là ai. Tức là từ cái ngày 13 tháng 9 khi mà cảnh sát Pháp nhận được thông tin về những cái video đó thì họ đã mở cuộc điều tra, và chỉ trong vòng 1 tuần thì họ đã xác định được hung thủ. Họ đến nhà nhà của hắn ta thì nằm ở gần Nantes, nhưng mà lúc đó thì hắn ta là không có ở nhà và đang đi ở bên Tunisia đó mọi người. Thì sau đó là cảnh sát họ đã chờ sẵn, và khi ngày 23 tháng 9 người đàn ông này quay trở về Pháp thì cảnh sát đã tóm anh ta ngay tại tại phi trường. Và sau đó thì trong cuộc thẩm vấn thì hắn ta đã phải thừa nhận tất cả tội lỗi của mình. Ngày 24 tháng 9 thì hắn ta đã bị đưa ra tòa để xét xử. Tuy nhiên là cảnh sát còn đang điều tra thêm xem là có những nạn nhân nào nữa không, và có những đồng phạm nào nữa không trong cái vụ án này. Và ngày hôm qua thì mình cũng mới có thêm thông tin về cái người đàn ông này. Hắn ta tên là Pierre Alain Cotino, và người này là một cựu ứng cử viên trong một cuộc bầu cử năm 2021 thuộc đảng LFI ở bên Pháp đó mọi người. Còn về cô bé 4 tuổi thì hiện tại cũng đã được đưa đến một cơ sở chăm sóc đặc biệt qua những tổn thương và những chịu đựng mà em đã phải trải qua. Đã vừa không có gia đình rồi bị tàn tật mà lại còn bị những cái hành vi là
bạo lực và hấp dẫn rất là nặng nề nữa, ảnh hưởng vô cùng lớn đến tâm lý của một đứa trẻ, rất là tội nghiệp mọi người. Laura cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video. Chúc tất cả mọi người có một ngày thật là vui, thật là hạnh phúc, thật là đầm ấm bên gia đình mình. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!